Tôi đã biết cậu là Conan từ lâu rồi. Tôi cũng biết tôi là Conan mà. Vậy làm sao cậu có thể nhận được cái kẻ mà có ý sát hại cậu đâu? Có một phần nhờ vào ông Gosho Aoyama. Chúc mừng, Shinichi đã trở lại. Ê, ủa vậy đụ má lúc mày lớn lên, cu mày lớn lên cũng theo đó. Cả chứ, dĩ nhiên. Theo mọi người theo. Ê, đợi chút, đợi chút. Ê, anh, tôi nghe nè. Alo, Mori hả? Ờ. Tôi đang đứng ở đây, có một cái vụ án ở đường 69, tại căn nhà số 69, phường 69, quận 69 nè. Ủa gì? Ê, ông gần đây mà không? Tôi cũng đang nhậu trên cái đường này nè. Đúng rồi, vậy thì hên quá. Cảm ơn. Hên quá, ông tới đây đi. Mà ông lưu ý nha. Ở đây địa hình rất là hiểm trở. Tôi là tôi đi ở đây là tôi đi rất là cẩn thận. Ông mà ông đi không cẩn thận là chết mẹ luôn á. Ok, cho xe ra đây rước chúng tôi gấp. Rồi, được rồi, nhanh chóng nha. Rồi. Cẩn thận nha. Nạn nhân sao rồi? Không xong rồi. Nhân còn sống. Đủ mé còn sống hả? Xong đi kêu cấp cứu đi. Không được. Nếu mà gọi cấp cứu, anh ta sẽ được cứu sống và khai hết ra manh mối. Cái gì phải cần chúng ta phá án nữa. Giờ chú đây làm sao? Là người khác rồi. Xong rồi, bây giờ cũng xong. Ok, mình không còn thời gian nữa đâu. Khám nghiệm tử thi. Ủa, nó còn sống sao gọi tử thi được? Tôi nhầm, mà bây giờ tôi là xét nghiệm hiện trường. Chiều nay tôi còn hẹn với con gái của ông nữa. Ráng. Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi tôi bị teo nhỏ. Và cái thằng nhỏ của tôi cũng bị teo theo. Tôi tự ti và mặc cảm với tôi lắm. Từ cái năm 1994, bộ truyện được sản xuất và đến giờ là tái bản rất nhiều lần rồi. Chưa từng lần nào đi khách sạn với con gái của ông. Cũng không cảm. Là con gái của tao á, mà có chuyện gì á, tao xét nghiệm tử thi mày luôn á. Ok, tao xuống con nào. Có ai phụ tôi kéo cái xét. Ê, đủ má thằng đồ mày rảnh mày chụp hình nè. Chụp nạn nhân qua dùng trên thanh tra đi. Cô đó. Mày đó. Kéo đi. Dùng đi. Chết mẹ chưa chết rồi. À, hình như cái vụ án này rất là dễ phá ra nè. Đơn giản là cái anh này đi bộ ngay cái đường này dấp té trúng miệng chai được diêm vào bụng. Ồ, vậy là không có vùng mẫu để tôi phá án à? Khoan. Nó chỉ là một cách che mắt bình thường mà công an thường gặp. Hãy khoan tìm hung thủ. Chúng ta hãy giả mã cái chết này coi. À, cái thằng sắp chết này coi. Sát thủ rất có thể đã ám sát nạn nhân rồi dàn cảnh đây là một tự sát hoặc có thể là một án mạng khách quan nào đó. Như chúng ta đã thấy, trên bụng anh ta có mảnh chai, thì việc gì trên tay phải có con dao? Mà trên tay có con dao thì việc gì trên bụng phải có mảnh chai? Tôi nói đúng chứ? Đúng là Shinichi Kuno. Kuno công nhận tài suy đoán của ông này giống như xưa. Vậy á, mình á phải kiếm cái liên hệ giữa cái đề mảnh chai với con dao. Không cần. Hung thủ dại gì mà để lại dấu vân tay hiện trường. Như mọi người thấy, trên đầu anh ta không có vết bầm nào cả. Trên người cũng không có vết thương. Chỉ có duy nhất mảnh chai và con dao. Vậy điều đó suy ra, anh ta không bị đánh bằng cây, cũng không bị hành hung bởi con người, mà bởi vào một loại vũ khí nào đó có tính sát thương cao hơn, khác với dao và mảnh chai. Có tính sát thương nguy hiểm. Tối cao. Ý cậu là cái súng này đúng không? Không lẽ nào. Chính xác. Hung thủ đã dùng khẩu súng. Sau đó dùng cái đĩa này quẹt viên đạn ra. Rồi thấy có một lỗ ở đó, hắn cũng biết phải làm thế nào. Dùng tay nạn nhân có con dao sẵn, đâm vào vết thương.
nhưng mà thấy không có khớp. Hắn lại rút con dao ra, mà thấy lại có mấy cái lỗ. Hắn bị mảnh chai, đâm ra cái lỗ đó. Tụi nó hay không? Đúng má, mình cần suy luận thôi. Mày cứ cần phải làm thiệt như vậy không cu? Yên tâm, yên tâm. Mà là nào chả chết, sao nó chết mà. Hay lắm á Shinichi. Vậy là đã rõ rồi. Hung thủ đã ám sát nạn nhân, sau đó dàn dựng lại thành một cái cuộc tự tử nghiệp dư. Cậu giỏi lắm á. Từ trước đến giờ cái vụ án nào cậu cũng phá được hết á. Ê đủ má thanh tra, chưa kiếm được hung thủ làm sao mà kết thúc vụ án được vậy? Cũng quá quên ha. Thường thì cho các tập truyện mà tôi từng phá án, hung thủ luôn là người thân thiết nhất với nạn nhân, hoặc là người nào đó vòng vòng ở đây mà chúng ta không hề biết. Anh ta hiện không có người thân ở đây, chúng ta bỏ qua phương án 1. Chỉ ý của cậu không ngoại trừ khả năng một trong ba chúng ta là hung thủ. Ông là người có mặt ở đây đầu tiên, ông có không? Mày nói sao vậy? Nếu như mà tao là hung thủ thì tao đã đi xa lắm rồi. Tao đâu có gọi tụi bay lại để phá án chung với tao làm gì. Cũng đúng. Yeah, chứ mày có không? Ê, tôi ngồi nhậu Mori. Hả? Tôi cũng nhậu với Shinichi luôn. Vậy là cả ba chúng ta đều có chứng cứ ngoại phạm. Vậy còn ai khác ngoài ba chúng ta? Có vẻ hắn là cái người lảng vảng ngay hiện trường đây á. Vừa chụp hình, vừa thu thập thông tin từ chúng ta. Đúng rồi. Vừa tự tạo ra chứng cứ ngoại phạm, vừa có dịp thu thập thông tin bằng cách chụp hình, lấy thông tin từ chúng ta đưa về cho một người nào đó và sai hắn ám sát nạn nhân. Cậu hay lắm. Nhưng mà đủ má. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để kết tội ta. Yên tâm, hồi nãy đội vợ tao đã nhờ nó lật xác nạn nhân này gài nó rồi. Á đủ ông Mori, ông thông minh thật đó. Từ cái hồi mà tôi gây mê ông đến giờ ông thông minh ra nhiều đó. Ông đã để dấu vân tay của hắn ta dính vào nạn nhân. Vậy bây giờ mình kết tội bắt tao. Hoàng nha. Đừng có vậy. Gì chứ ba? Đi, tao ghét đứa nào mà áo mày có đúng màu. Chết mẹ con. Nếu hay thì ấn like. Nếu các bạn yêu thích nhóm Beastwalker thì hãy ấn subscribe để chờ đợi các video tiếp theo. Các bạn nào cảm thấy an toàn và không có cảm giác khô rát, các bạn nên cẩn thận nhàng và ít chuyển hơn trong mỗi lần pha. Yêu nhau là phải dùng dầu ăn, nhớ dùng nét.